Ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có buổi trồng cây bồ đề lưu niệm trước Điện Tam Thế. Sự kiện trồng cây bồ đề mang ý nghĩa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ 7 vừa được thành công viên mãn và cầu nguyện cho Phật giáo tỉnh Ninh Bình sẽ thành tựu được nhiều Phật sự tốt đẹp trong nhiệm kỳ mới, góp phần làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững như cội cây bồ đề. Tham dự sự kiện này còn có Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Ninh Bình, Thượng tọa Thích Minh Quang, Tân Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Trường cùng đông đảo Phật tử chùa Bái Đính.